Phải mất một năm tìm hiểu và sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, anh Lê Văn Mạnh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mới có thể tìm ra cách làm dòng tranh chân dung đinh chỉ. Nhờ đôi bàn tay khéo léo và thao tác cuốn chỉ được thực hiện một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, từng bức tranh chân dung đã hiện lên vô cùng độc đáo với đường nét gương mặt mềm mại, sắc nét và có hồn. Sau một năm, anh Mạnh đã sáng tạo hơn 40 bức tranh với đa dạng kiểu dáng và kích cỡ theo yêu cầu. Giai đoạn đầu tiên khó khăn nhất có nghĩa là cái nguyên vật liệu ban đầu là mình không có, mình đi kiếm rất nhiều nơi. Rồi đến khi mà làm cái tranh này thì phát sinh một cái là thuật toán mình đi kiếm ở bên các trang mạng, với diễn đàn ở bên nước ngoài ấy. Thì mình có vô tình kiếm được các cái thuật toán và các cái phần mềm liên quan đến các dòng tranh này. Đầu tiên cần chọn một tấm ảnh chân dung phù hợp, rồi đưa ảnh vào phần mềm AutoCAD để chạy thuật toán. Lúc này phần mềm sẽ cho ra một chuỗi dãy số và anh Mạnh sẽ tiếp tục sử dụng dãy số này để đóng đinh lên khung và cuốn chỉ theo số xuất hiện trong dãy số. Quá trình tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh sẽ mất từ 8 đến 12 tiếng với khoảng từ 4.000 đến 5.000 lần cuốn chỉ, tùy theo độ khó và chi tiết tranh. Mình mong muốn là sẽ sớm để đưa các cái môn nghệ thuật này tới các cái bạn trẻ, vì môn nghệ thuật này đang còn mới lạ ở Việt Nam. Và mình cũng mong muốn là sẽ sớm thương mại hóa được tranh này để ai cũng có thể làm được và mọi người cũng có thể tự tay làm được một bức tranh mong muốn theo ý của mình để trang trí ngôi nhà của mình. Được biết, ngoài việc tìm hiểu quy trình sáng tạo dòng tranh chân dung màu, anh Mạnh còn đang tích cực kết nối với những người có cùng đam mê, đặc biệt là các tổ chức người khuyết tật, để hướng dẫn làm tranh đinh chỉ miễn phí, từ đó giúp tạo điều kiện để họ có thể tăng thêm nguồn thu nhập hỗ trợ cho cộng đồng. Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cũng có thể liên hệ fanpage tranh đinh chỉ M String Art để chiêm ngưỡng các tác phẩm đã hoàn thành hoặc đặt làm tranh theo yêu cầu.